khi mình ăn chè mình cũng không có hấp nhiều nước, chỉ vừa đủ nên cho cái dừa chè với dừa ít nước thôi. Nó mềm mại ngon lắm luôn á. Hello, chào các bạn. Hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách nấu chè cho nước truyền thống nha. Chè cho nước này thì ngày Tết thì Taylor hay nấu lắm. Hay lúc mà đầu năm á thì ăn một viên chè cho nước sẽ giống như là mình theo cái chữ đó, giống như sẽ suôn sẻ hết nguyên một năm. Thì cái chè cho nước hôm nay Taylor nấu theo cách truyền thống hồi xưa người ta nấu là sao, xào đậu như thế nào hoặc là làm nhân thế nào. Thì hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách đó nha. Đây là Taylor có ngâm nếp này. Nếp này là Taylor dùng 400g nếp, là khoảng chừng 2 cắp nếp đó. Và mình ngâm qua đêm để cho nếp nó mềm. Hôm nay Taylor sẽ xay, mình lấy cái bột mình làm cái chè hôm nay. Khoai lang Taylor mua cái khoai lang trắng, Taylor dùng khoảng chừng nửa củ hoặc là 1/3 củ khoai lang này, một ít thôi, để bỏ vào cái bột của mình đó, để cho cái bột nó càng nó dai mà nó vừa nó mềm mà nó không có bị khô nữa các bạn. Mình để nguyên một tuần luôn mà khi mình hâm lại á thì nó mềm giống như cái ngày mà mình mới nấu ra vậy đó. Còn đậu này cũng vậy, theo là ngâm 150g đậu xanh cà rồi thân ngâm qua đêm để mình dễ nấu nhanh chín hơn á. Theo là có một bó lá dứa nhỏ, theo là buộc lại cho nó vừa để một hồi nữa mình bỏ vô mình nấu cái nước đường á nó thơm hơn. Đây là một miếng hành lá để mình làm cái nhân nha. Thế là có gừng nữa để mình lấy một nhánh gừng. Còn ở đây là nước thì là sẽ xay cái nếp đây. Còn cái đường á thì mình có thể nấu đường cát trắng hoặc là đường phèn. Hôm nay thì là sẽ nấu đường thốt nốt. Thì là thấy đường thốt nốt á nó có cái màu vàng vàng thơm đẹp ngon hơn. Rồi thì là có thêm một lon nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì là xài cái dạng cream nè, nó béo hơn, nó ngon hơn nè. Rồi để bắt đầu thì mình đi xay cái nếp này để mình cho nó bỏ vô cái bao để cho nó chảy nước, để cho nó đông lại nha. Đây là cái máy Vitamix Taylor mua tiệm Costco lâu lắm rồi các bạn, có 10 năm nay rồi. Taylor dùng rất là nhiều luôn. Cái máy này rất là tiện. Thứ nhất là mạnh lắm luôn, cái dạng commercial luôn. Mình xay ở trên đây nó có rất là nhiều feature luôn nè. Cái này là smoothie, mình có thể tự động luôn, mình không có cần bấm số máy gì hết. Ở đây cũng có mình tự chỉnh manual, nhưng mà bên đây là nó tự động, là nó cho bao nhiêu phút hết nó chỉnh sẵn luôn. Còn ở đây là frozen dessert, còn ở dưới là hot soup. Mình cái máy này mình có thể nấu soup được luôn. Hôm nay mình dùng cái dạng smoothie, thường khoảng chừng 1 phút 2 phút gì đó là nó xay xong, nó tự tắt luôn. Mình chỉ bấm cái nút cho nó mở lên rồi nó tự chạy, nó tự tắt. Cái máy này là cái số là 6300 nha các bạn. Nhưng mà hiện giờ thì thay là không có thấy cái loại này nữa. Nó có cái loại tự động hoặc là cái loại 7500 á, cũng rất là mạnh luôn. Nhưng mà cái loại của Taylor thì nó hình như không có còn nữa. Nhưng mà mấy cái máy kia thì nó vẫn rất là tốt. Cái hiệu Vitamix là tốt nhất. Nó guarantee tới 7 năm luôn á các bạn. Thì 7 năm Taylor xài tới 10 năm rồi mà không sao hết trơn. Rồi cái nếp này thì mình ngâm cho nó mềm rồi. Taylor sẽ bỏ hết nếp rồi vào cái máy nha. Mình lấy nước cũng được. Theo cái nước này Taylor lấy nước sạch rồi đó. Nhưng mà mình không có cần lấy nước nhiều. Lấy ít thôi. Mình cho hết nếp vào đây. Vừa ít nếp, vừa đủ cái nước để mà mình xay cái nếp thôi nha. Cho xay cho nó dễ thôi, mình không cần phải cho nước nhiều. Tại vì nước nhiều thì mình phải đợi lâu á, lâu cái bột nó sẽ lắng xuống lâu á. Đó, thế là cho vừa ngập cái mặt nếp nè. Rồi, thế là sẽ dùng cái chế độ smoothie nè. Là mình làm cái nước nó mịn thiệt mịn luôn á, mình chỉ cần bấm cái nút này là để cho nó chạy thôi. Khi nào nó tắt thì nó tự động tắt. Thế là thêm muốn kỹ hơn á thì sợ mấy cái hạt nếp của mình nó văng lên đây á, nó chưa có mịn á, thì mình cũng có thể đẩy nó xuống cào mấy cái trên cái thành này nè. Rồi cũng giống vậy thế là sẽ dặn cái smoothie tiếp. Đây là cái bao thế là hay
dùng cái bao này để mình làm sữa nè, hay là thay lộn từ phía bên trong ra ngoài để cho cái mấy cái đường mai nó nằm ở phía bên ngoài nó dễ, nó không có bị dính cái bột vô nhiều đó. Tại sao cái bao này thì cái dải của nó rất là mịn luôn, nên mình có thể thấy phía bên trong luôn, mà nó rất là xài rất là tốt luôn á. Thế là mua trên mạng Amazon, có gì thế là sẽ để cái link vào, nên mọi người thích mua giống thế là thì mình mua nha. Đó, nó mịn ghê chưa, nó gai giống như là sữa luôn nè. Thì thế là cái mỗi lần làm á, thế là nghỉ khoảng chừng một phút tới một phút, cái này là một phút rưỡi nè, tại vì thế là quay một lần thứ nhì á thêm nửa phút nữa để cho nó mịn mình muốn á, thì mình cạo mấy cái dưa hào gạo phía bên trên nó dính lên trên xuống á, cho chắc chắn nó mịn đó. Đó, rồi xong rồi mình cứ dằn ở đây, dằn cho cái nước nó nhiễu ra, thì mình cái độ đặc á mình thích hết bao nhiêu á thì mình sẽ lấy cái bột đó mình đó thôi, là để đây. Nếu mà mình kiếm cái gì nó già nó nặng nặng mình để lên trên cho nó mau xíu. Rồi thế là sẽ nấu cái đậu này để mình làm nhân. Đậu này thì là cho hết vào cái son nè. Đậu này thì thế là ngâm qua đêm á thì nó mau chín lắm, cho nên mình nấu không có tốn thời gian lắm đâu. Sau đó thì là sẽ ké luôn một ít khoai lang, mình chẻ nó ra làm ba. Mở lửa lên và mình sẽ cho nước vừa ngập cái mặt thôi, đừng cho nhiều quá. Lại mở lửa lớn thiệt lớn để cho nó sôi lên rồi mình mới vớt bọt và mới mở lửa nhỏ lại. Đậu đã sôi thì thế là sẽ vớt cái bọt bỏ nè. Cái đậu này thế là ngâm qua đêm rồi, thế là rửa lại rất là nhiều lần rồi, nhưng mà khi mình nấu lên á thì thế nào cũng còn ít bọt, cho nên mình phải vớt bỏ. Rồi sau đó ta là hạ lửa nhỏ thì nhỏ có thể nha, cái lò có thể là rất là nhỏ nhưng mình hạ lửa nhỏ nữa. Rồi để đây khoảng chừng 15 phút sau là đậu nó chín ngon luôn. Rồi mình kiểm tra, nếu mà khoai mình nó mềm hết, đâm vô nó lủng dễ á, thì mình đậu thì nó tơi ra hết luôn nè, chín hết rồi. Rồi bây giờ thay là tắt lửa nha. Đậu nó còn nóng thì thay là sẽ tán luôn cho nó mịn, mình không có cần phải xay. Còn nếu như mà bạn nào mà kỹ hơn muốn xay á thì mình bỏ vô máy xay cho nó mịn hơn cũng được. Cái này mình cũng tùy theo mỗi ý thích, hay là không có thích mịn thiệt mịn, hay là chỉ thích tán ra vậy thôi. Thì nó còn hơi lâu lâu, nó còn hơi một miếng đậu chút xíu á, ăn nó ngon hơn là mình làm mịn quá. Rồi bây giờ thay là sẽ xào cái nhân luôn. Thay là cho khoảng chừng một ít dầu ăn vô cái chảo, một ít hành lá mà cái gốc hành lá đó, để cho nó thơm lên. Khi mà hành nó thơm lên giống gì nè, mình dặn lửa nhỏ bớt lại, sau đó là cho hết đậu vào. Mịn rất là ngon ha, không cần xay mà nó mịn rất là ngon. Xào cái này, cho một ít muối, một ít đường vô để cho nó đậm đà, mình trộn lên cho nó đều. Thế là sẽ cho nửa muỗng cà phê muối nè, một muỗng cà phê đường. Xào cái này, xào sơ sơ lên. Cái đậu rất là mịn nè. Rồi cái hành lá bên đây nè, thế là cho luôn. Mình xào lên cho hành lá chín. Bỏ cái hành lá vô thì khi mà mình làm cái nhân mình ăn vô nó thơm lắm luôn á. Ăn cái nó không có bị ngán. Cái món này thôi là ăn từ nhỏ cho nên rất là thích cái vị mà đậm đậm của cái nhân này nè. Có thêm cái hành lá vô nó mới đặc biệt. Xào lên sơ sơ vậy là được rồi đó. Nhân của mình bây giờ rất là thơm luôn, đậm đà rất là ngon. Mịn nè, cái màu vàng cũng đẹp nữa nè, có màu xanh của hành lá nhìn vô nó hấp dẫn hơn nữa. Khoai thì thôi là lấy một ít, mình lựa cái nào mà nó ở ngoài nó có hơi đen nâu nâu rồi nè, mình có thể cắt bỏ bớt, tại vì cái bọc thì là muốn nó trắng, nó không có gì mà dính cái gì đen hết, cho nên thôi là cắt bỏ bớt. Rồi thôi là tán cho nó mịn ra là được.
Đó thì mình lấy một ít gì đó, mình bỏ vô bột. Nhìn rất là ngon ha, mềm giống như nè. Khoai trắng mà mình khi mà mình hấp lên nó, nó có cái màu vàng. Thế là sẽ lấy một ít nước cốt dừa, mình cho vào cái khoảng chừng 30 tới 40 ml, ít gì đó. Rồi mà cho nước ấm vào cái tô này nè, để cho cái nước cốt dừa nó ấm lại. Đó, nhân thì Thưa làm khoảng chừng cái viên tròn tròn, tùy theo mình thích nhỏ hay lớn, mình thích ăn nhân nhiều hay nhân ít nữa, thì Thưa là làm con viên tròn tròn nhỏ nhỏ giống này thôi. Đó, mình xe tròn tròn giống vậy là được. Mình nhắm chừng thôi, mình cũng không có cần căng nữa. Cái da mình bóp cho nó chặt thì chặt, rồi bắt đầu mình mới làm xe cho nó tròn lại. Chờ cho nước này mình có thể làm viên bự viên nhỏ cũng không có sao hết, không có cần điều nhau. Đó, cái viên này nó hơi bự hơn tí rồi, không sao hết. Rồi, bột thì Thơ là lấy ra. Nãy giờ nó Thơ cũng vắt nước bớt rồi nè. Rồi, Thơ là sẽ cho một ít khoai vô nè. Thơ là cho một ít muối, 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi mình bóp cái bột này chung với cái khoai. Và sau đó mình sẽ cho thêm một ít nước cốt dừa, cho nó vừa đủ cái độ ướt, độ ẩm là mình cần thôi, mình đừng có cho nhiều quá. Thế là sẽ cho mít múc một ít nước cốt dừa nè. Hồi nãy mình đã ngâm trong nước nóng á. Rồi mình bóp lên. Cái bột rất là mịn luôn. Thì cái bột này á, mình cũng có thể ngâm nếp nhiều hơn một tí nếu mà mình thích làm nhiều nhiều bột á. Rất là mịn nè, mịn mà thơm lắm luôn á. Mình cho đủ nước cốt để mình cho cái bột nó vừa tay mình thôi, mình đừng có cho nhiều quá nó nhão. Mình nhồi cho nó dẻo, thiệt dẻo và mịn là được. Mà cái bột có thể là đã mịn lắm rồi, mình không có cần phải nhồi nhiều nữa. Bột giống vậy thì thế là thấy vừa tay rồi nè, không dính tay nè. Rồi mình bắt đầu làm luôn viên chè. Bên kia thì thế là có một cái xô nước sôi, thì thế là nặng hết đây viên chè rồi mình mới bỏ vào đó mình luộc nha. Bột thì theo là cũng nhồi xong. Bây giờ mình sẽ lấy một viên bột, cũng tùy theo mình thích bột nhiều hay ít. Mình làm cho nó tròn trước. Như đây. Mình ép cho nó. Xong mình bỏ một viên nhân vô. Và mình từ từ tấm lại cho nó sát với lại cái bột. Dư bột thì mình nhắc bỏ nha, nhắc để lại sao làm tiếp. Đó, mình làm cho nó bóng, nó đẹp, nó tròn là được. Và mình tiếp tục lấy một ít bột, sau đó mình làm cho nó tròn, ép nó xuống, lấy một viên nhân, bóp từ từ, sát luôn cái viên nhân. Lắng từ từ nó lên. Thế là đậy lại cho nó kỹ nè, đừng cho nó bị khô. Sau khi mình làm cái dư mà cái dư cái bột á, thì mình làm mấy cái viên ỉ nhỏ nhỏ nè. Bột thôi mình không có cần phải bỏ nhân. Mình có thể bỏ nhân chút xíu trong mình nếu mình thích. Nhưng mà cái bột ăn này ăn cũng rất là hấp dẫn.
Đó, mình làm cái viên nhỏ viên to tùy theo mình thích cái kiểu nào mà mình làm cho nó tròn á, thì nó cái viên chè của mình ra nó tròn đẹp lắm. Một xong bên đây mình để mình luộc, còn một xong bên đây thì là cho 2 cup nước vào. Mình mở lửa lớn lên thì là sẽ cho đường thốt nốt vào. Đường thốt nốt này thì là bỏ với 4 viên nè, khoảng chừng 200 gram đường thốt nốt. Rồi cho luôn cái bó lá dứa để cho nó thơm. Mình nấu cho cái đường nó tan ra. Nước sôi thì là phải bỏ vào. Trước khi mình bỏ vào mình do cho cái viên chè của mình nó tròn, rồi mình ha bỏ vào. Đó, khi mà nó nổi lên giống vậy nè thì mình có thể vớt ra nè, vớt ra một cái thau nước lạnh. Đó, cái nào mà nó nổi lên trên mặt thì nó chín. Cái viên chè rất là tròn, rất là đẹp. Nước đường nãy giờ nó tan hết rồi, thế là cho đường, cho gừng vô nè cho nó thơm. Mình nấu cho nó sôi lên. Đó, thì là có thể vớt chè mình bỏ vô luôn nè. Nãy giờ theo là luộc chín hết, ngâm trong nước. Khi mà vớt chè từ cái thau nước lạnh này qua thì cái nó cũng có ít nước, cho nên cái nước này á nó cũng có nhiều hơn. Mình canh có tùy theo, nếu mà ít nước thì mình cho thêm, còn nếu mà đủ nước thì mình không cần cho nước nhiều, tại vì nước nhiều quá nó sẽ làm lạc cái đường nào, hoặc là mình cho thêm đường. Cái viên chè rất là đẹp. Ở nhà mình nấu ít mà sao nó ra nhiều, thì mình đi ra chợ mình mua có chút xíu rồi mà cũng rất là đắt tiền luôn, cho nên ở nhà mình nấu rất là ngon luôn mà không có tốn nhiều tiền hết á, tốn công thôi. Nhưng mà làm cái này thì rất là vui. Đó, mình từ từ mình vớt cái viên chè bỏ qua nè. Khi mình vớt chè ra, mình thấy cái nước nó nhiều hơn tí ha, thì mình có thể cho thêm nước nếu như mình thấy cảm thấy nước mình ít quá, và mình cho thêm đường nếu mà lạc quá. Và thế là sẽ cho một ít muối vào cái nước đường này luôn, tại vì để cho 1/4 muỗng cà phê muối cho nó đậm đà cái nước đường á. Chè thì mình không có cần phải nấu nhiều nước lắm nha, thì khi mình ăn chè mình cũng không có hấp nhiều nước, chỉ vừa đủ nên cho cái viên chè với vừa ít nước thôi. Rồi, thế là sẽ để cái chè này nè đây, ở đây cho nó thấm một ít nước đường cho nó nguội xuống bớt, rồi bắt đầu mình ăn được rồi. Cái lá dứa này mình có thể gấp ra luôn. Rồi, nước cốt dừa thì theo là bỏ thẳng vô cái xoong luôn nè. Mình lấy khoảng chừng 200ml, cho khoảng chừng 100ml nước vào nữa. Mở lửa lên, thế là cho nửa muỗng cà phê muối, cho một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê dung. Khuấy lên, rồi nêm nếm lại coi mình cái độ đậm đà mình thích chưa. Bên này thì là có một muỗng canh bột nếp, mình cho nước vào mình hòa tan. Mình sẽ làm cho cái nước cốt dừa nó sạch lại. Nước cốt dừa đã nóng lên, thế là cho từ từ cái bột này vào tới khi nào cái độ sạch mình thích nha. Đó, thế là cho từ từ vào thôi. Rồi mình khuấy lên để cho nó sôi lên. Đây là bột nếp cho nên nó không có dẻo giống như bột năng. Mình chỉ là cho cái nước cốt dừa này nó sạch sơ sơ lại là được. Tùy theo cái độ sạch mình thích ha. Mình phải để cho nó sôi lên mới lại, để nó chín cái bột không thôi nó sẽ bị rửa đó. Rồi, nước sôi, cái nước cốt dừa này nó sôi lên rồi, cái bột nó vẫn chín rồi, bắt đầu thế là nhắc xuống được rồi. Bây giờ mình chỉ cần rang đậu phộng với lại mè lên là mình có nồi chè mình ăn được rồi. Rồi, bây giờ mình múc chè ra thôi. Wow,
Hấp dẫn quá. Và mình cho luôn miếng nước cốt dừa với lại một miếng đậu phộng mè phía bên trên. Rồi, nhìn hấp dẫn luôn rồi đó. Rất là thơm luôn. Đây là cái chén chè cho nước Taylor mới múc ra nè. Nhìn hấp dẫn ghê chưa. Bây giờ Taylor sẽ ăn và thưởng thức. Trước khi ăn thì Taylor sẽ chắn luôn cái viên chè cho nước ra phần nửa để coi cái phía bên trong cái chè như thế nào nha. Mình xay bột cho nên cái viên chè ăn mới lắm, nó không có bị hôi mùi bột. Đó, chè nè. Tùy theo mình, Taylor là làm cái viên có viên á thì nó Taylor là làm bột nhiều để cho mình biết. Chỉ cho ai mà thích ăn bột nhiều á thì mình cũng có thể ăn, hoặc là ai mà thích ăn bột ít á nhưng nhiều á thì mình cũng có thể ăn luôn. Thế là ăn thì là thích nhiều nước cốt cho nên cho thêm miếng nước cốt nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức và chia sẻ với các bạn nha. Wow, khi mà mình chấn xuống cái muỗng xuống á thì rất là dẻo. Nó mềm mại ngon lắm luôn á. Cho miếng nước cốt. Cái nước đường 200g đường thốt nốt rất là vừa phải, không ngọt lắm mà cũng không có lạc. Rồi đậu ở phía bên trong á, là cái nhân đậu ở phía bên trong thì rất là đậm đà, ăn thơm mùi hành lá rất là ngon. Cái bột mình xay từ nếp ra thì nó mới, tại vì nó thơm hơn á. Rồi khi mà mình làm á, nó dẻo hơn, nó dai hơn, nó ngon hơn nữa. Thì Taylor thấy là xay bột ăn á, thì rất là thích luôn. Taylor chúc các bạn thành công với lại món chè cho nước ngày hôm nay. Nếu thấy video hay xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.